Xin chào bà con nhé. Vâng, đây đơn hàng ngày 23 tháng 10 này. Đấy. Tổng kho thiết bị Hồng Phúc nhé. Một xe đầy để chuyển đi Đông Anh này. Đấy. Ai có nhu cầu về thiết bị chăn nuôi lợn gà vịt này, vui lòng liên hệ đến tổng kho thiết bị Hồng Phúc. Chuyên bán buôn bán lẻ các thiết bị cho lợn gà vịt nhé. Từ máng ăn, máng uống, máng nước, tấm nót sàn, quạt hút công nghiệp, thiết bị trang trại, và máng tập ăn, bình vú cho heo, giá thiến. Tổng kho với hơn 1.000 sản phẩm các loại, bán buôn bán lẻ, giao hàng toàn quốc luôn. Quạt thì rất nhiều kích thước nhé, từ 30, 40, 50, 60, 70, và bao chất bao giá luôn, điện 1 pha, điện 3 pha. Chúng tôi thì vận chuyển hàng Bắc Nam nhé. Bắc Trung Nam thì chúng tôi đều giao được. Đây, trước mắt bà con nó là quạt 50, quạt 60, quạt 70, 80. Các loại tấm nót sàn này, nhựa nguyên sinh nhé. Kích thước 40 x 55 hoặc là 40 x 1,1 mét. Nhựa nguyên sinh. Và đây là tấm nằm mát này. Kích thước cao 1m8, cao 1m rưỡi, rộng 60, dày 15. Hàng Tàu, hàng Thái nhé. Ai có nhu cầu về thiết bị chăn nuôi lợn gà vịt thì cứ liên hệ đến chúng tôi. Bao chất bao giá luôn. Đây, các loại núm uống này, xi lanh này. Có rất nhiều nhé. Chuồng lợn đẻ lắp ghép này. Máng tập ăn dài này. Rất mong được hợp tác cùng bà con nhé. Vâng, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.